Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đâu Ship. Thì mọi người ơi, bây giờ thì Hana sẽ chuẩn bị trang trí cái tiệm massage, trang trí Noel cho cái tiệm massage nha mọi người. Thì bên này là bây giờ gần cuối tháng 11 rồi, và bắt đầu tháng 12 là sẽ là cái thời gian mà Giáng sinh. Nên cái không khí bây giờ nó bắt đầu se lạnh rồi mọi người. Buổi tối bây giờ thì khoảng là bao nhiêu độ để Hana xem cái tối là bao nhiêu độ đây. Coi ngày hôm nay buổi tối là bao nhiêu độ nha. Bây giờ đang là 19 độ nè mọi người. Đang là 19 độ. Buổi tối đang là 19 độ. Thì cũng là lạnh rồi đó mọi người, nhưng mà rất là không khí nó rất là trong lành luôn, rất là ok. Đó, và ngày hôm nay là buổi sáng thì có nắng, còn buổi chiều thì trời nó bắt đầu se lạnh. Thời tiết rất là đẹp. Đó, thì ngày hôm nay là Hana muốn trang trí Noel cho cái cửa hàng của mình. Thì nói thật là trong cái cửa hàng nó cũng có rất là nhiều đồ linh tinh rồi, đồ trang trí nó nhiều rồi, nên là Hana sẽ không làm cái gì nhiều nữa hết. Thì Hana sẽ làm một cái bình hoa, những cái bình hoa để trưng những cái bông tuyết đồ kiểu giống Noel này á, với lại một cái thông nhỏ và một cái hộp quà nhỏ. Thì trang trí như thế nào, về tiệm massage như thế nào thì xin mời mọi người cùng theo dõi hết cái video clip này nha. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký kênh để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Và trước khi mà vào trang trí shop á, mọi người cùng trang trí shop với Hana, thì một lần nữa Hana sẽ quay sơ về cái quang cảnh của cái shop massage của Hana cho mọi người xem nha. Thực ra thì nó cũng hoạt động được 3 năm rồi đó. Nếu mà ai đã theo dõi cái kênh YouTube của Hana thì mọi người cũng đã nhìn thấy được rất là nhiều lần Hana quay về cái shop này rồi. Nhưng mà có nhiều anh chị thì bây giờ mới bắt đầu biết Hana đó. Thì Hana cũng sẽ giới thiệu sơ về cái cơ sở mình làm ăn để cho anh chị cùng theo dõi nha. Đây, bây giờ mình đi ra ngoài. Đây là phía ngoài của cái shop đó mọi người, ở phía kia là biển nha. Đó, bước qua đường là biển. Ở bên kia là biển. Đây là một cái đèn xanh đèn đỏ nữa, ngay cái chỗ mà giao thông, đường giao thông nữa, nên là cũng ok. Thì cái shop này Hana thuê với cái giá thuê là 1.000 mọi người. Đây cái shop của mình, nhìn ở ngoài nó bé vậy thôi chứ trong thì nó có tới mấy phòng. Mình chạy đèn led đó. Đây, zoom xa ra thì mọi người sẽ thấy chạy đèn led nè. Chạy đèn, cái đèn led này á rất là thích luôn, bởi vì á là nếu mà ai đi bộ ở phía bên biển ở bên kia, đi bộ phía bên kia thì mọi người cũng sẽ chú ý được cái đèn nó sáng lên. Tại vì nguyên một cái đoạn này có một cái nhà Hana có đèn thôi. Đó. Có một cái nhà Hana có đèn thôi nên là mọi người nhìn thấy nó rất là dễ thấy luôn. Đi ở ngoài biển thì cũng thu hút sự chú ý của người khác bởi cái đèn led này đó. Đó. Đựng cái trời thương, Hana mở ra thì khách của Hana là người ship nhiều, ít khách du lịch lắm, toàn người ship không, nên là mùa hè cũng như mùa đông, Hana kinh doanh mùa hè cũng như mùa đông. Thì bây giờ xin mời mọi người cùng đi vào trong shop nha. Đây, tại giờ để mấy cái đồ linh tinh để chuẩn bị trang trí shop á, nên là nhìn nó thấy hơi lộn xộn. Đây là cái bộ ghế sofa để mà khách ngồi chờ. Ví dụ như là người ta có đến cuộc hẹn rồi nhưng mà mình tới sớm thì mình sẽ cho khách ngồi ở đây chờ. Đây là những cái tài liệu bất động sản của Hana. Đó, Hana cũng để đây tại vì khi mà khách ngồi ở đây chờ người ta không có cái gì đọc á, thì mình để ở đây thì người ta cũng đọc được, hoặc là mình có truyện nữa, nhưng mà đa số thì không ai mà ngồi đọc truyện hết, tại vì người ta chỉ ngồi 5-10 phút thôi. Thì nếu mà có những cái này coi thì cũng rất là thú vị, nên là Hana để ở đây, nhiều khi nó cũng giúp ích được cho cái công việc của Hana nữa. Đó. Đây là cái bàn trà, thì nếu mà ngồi ở đây thì cái view của cái bàn này cũng đẹp nha mọi người. Nhìn xuống đây những cái viên đá này nè, những cái viên đá có vẻ màu nè. Đây là mấy cục đá đó nha mọi người, chứ không phải là tranh gì đâu. Đó, mấy cục đá nè. Cái này là mấy cục đá, cái này là Hana tự vẽ đó. Tự mua màu nước về tự vẽ. Cô gái. Đây. Hai vợ chồng dắt đứa con đi trên một cái đoạn đường lá cây màu này thì chắc là mùa thu. Hana tự vẽ, còn này cảm thấy là cô đơn quá. Còn đây là cái cảnh mà chia tay người yêu. Đó. Còn đây là biển đang giông bão, có một cái con tàu đó. Mấy cái này là Hana tự vẽ đó, thì để ở đây ví dụ như là khách ngồi đợi á thì người ta cũng có cái để ngắm đúng không, có cái để ngắm để giết thời gian. Chứ bây giờ hỏi mọi người ngồi không về 5 phút thôi, không làm gì hết, không có cái gì để ngó hết thì suy nghĩ lung tung đó. Cái này thì chưa có trang trí, chỉ mới để lên thôi. Còn bây giờ đang trong mùa dịch đó, nên là lúc nào shop cũng có cái đồ rửa tay dung dịch sát khuẩn. Đây là cái đèn,
mình là đạo Phật nên là ở trong shop mình cũng có nhiều Phật. Đây là Phật Di Lặc, ông Phật này mình thích nhất luôn. Khách vô á, khách vô lúc nào cũng nói mặt mình giống mặt của ông Phật Di Lặc này, bởi vì tròn mà cười tươi mắt hiếp nữa. Đó. Hoa giả. Dưới này là con voi của bên Phật giáo của Thái Lan á mọi người. Còn đây là cái bàn làm việc của mình. Trên bàn làm việc thì hơi lung tung chút xíu bởi vì mình đang chuẩn bị trang trí. Thì đây là những cái hoa mà mình sẽ cắm vào bình hoa nè. Những cái hoa mà Giáng sinh rồi giống như bông tuyết rồi này kia nè. Mình sẽ cắm vào một bình hoa ha. Đây, đây là cái con cóc. Đây là củ cóc chứ xin lỗi. Củ cóc nè. Đây là Phật nữa nè mọi người, nặng lắm, bằng đồng nặng lắm. Đây là con mèo thu hút may mắn. Đây là sáp thơm em ngâm hoa khô mà thơm á mọi người. Đây là cả visit của Hana. Đó. Tổng quan lại cái khu vực mà này thì ngồi chờ với lại thanh toán tiền, với lại khách massage xong thì người ta sẽ ra ngồi nghỉ một chút uống trà, nói chuyện. Đó. Khách ở bên này thân thiện lắm mọi người. Đây là một cái phòng đang có khách nha. Angel Touch là cái chạm của thiên thần. Đây là một cái nhà tắm. Đây cũng đang có khách luôn, phòng số 2. Phòng số 3 này là một cái phòng 2 giường mọi người. Đó. Ở trong thì mình có nhiều tranh Phật đó. Phật như mọi người. Đây có Phật nữa nè. À, hơi tối nên mọi người không nhìn thấy ha. Phía sau là cái khu vực để nước uống nè. Ở trên lầu là nhà vệ sinh. Thì bây giờ mình đi lên trên và mình chuẩn bị nha. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên và mình chuẩn bị trang trí Noel cho cái shop nha. Xin mời mọi người cùng theo dõi hết cái video clip này nha. Nhớ là theo dõi hết cái video clip và đừng bỏ qua đó nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ trang trí cái này. Cái này là cái bình cắm hoa. Thì cái bình cắm hoa này nó là trong suốt á mọi người. Những cái chân của cái này nó nhỏ mà nó không có gì thú vị hết. Nên là Hana sẽ có một cái idea là sẽ làm cái bình cắm hoa này cho nó đẹp. Mình sẽ lấy keo. Mình sẽ lấy súng bắn keo. Sau đó thì mình sẽ lấy cái... cứng thế. Ở đây. Sau đó mình sẽ lấy cái dây này. Mình sẽ gắn lên trên cái súng bắn. Ê, mình sẽ bỏ gắn lên trên cái bình này. Đó, rất là sang chảnh nha. Rồi cái này quấn vô cổ đi. Ngon chưa? Dây chuyền ngon chưa? Mình sẽ gắn lên như thế này. Đó. Thì cái bình này nó sẽ rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ chờ cái súng bắn keo nó nóng, cái là mình sẽ làm. Dây đẹp nè mọi người. Chơi đồ hàng Noel mà, Christmas mà, đương nhiên phải mặc màu đỏ thôi. Không biết chừng nào cái đu quay ngoài kia nó hoạt động ha. Chứ mình lên đu quay đó mình quay cái đi. Trên cao quay xuống chắc đẹp dữ lắm á. Mình rủ nguyên nhóm idol top đi chơi. Đẹp chưa? Mẹ cái hũ màu đỏ nó trưng lên nó mới nổi. Hơi màu mè hoặc hoa hè, hoa lá hè chút thôi nhưng mà cũng ok. Nhưng mà nó vẫn bám theo, nó bám cho được thì thôi. Mày có đuổi, mày có đánh, mày có kiểu gì thì nó cũng không chạy. Mày to lắm, mới sạch được. To là to lắm. Chắc là nhà không xài được cái thông Noel to này đâu, to lắm. Ừ. Bự.
Nếu mà để đây thì đây làm chi nữa, rối muốn chết, nhà quá trời đồ. Đúng không? To, nhìn thấy cái chân là biết nó to cỡ nào. Thử coi. Tao nói ai xin tao cái thông Noel này mà tao đéo cho. Với lại mình không có đồ để treo lên cây thông. Gắn cây thông này vô mình đâu có đồ đâu treo. Mất công mua đúng tiền. Thôi, tạm nghỉ nha cả nhà. Tại vì cái shop nó nhiều đồ quá rồi. Gắn cây thông này chỉ có cái nhà. Mà gắn mất công dọn lắm. Cái này dễ thương quá nè. Nhà cai năm trước cũng làm. Xong chút nữa tao hết rồi. Lơ mình đã hoàn thành rồi mọi người, xin mời mọi người cùng chiêm ngưỡng cái bàn của mình. Cameraman ở đây cưng. Cho mọi người chiêm ngưỡng cái bàn nè. Đó. Rồi, em quay luôn cả cái shop luôn cho mọi người nhìn thấy cái shop mình là nó đang lè lẹt màu mè hoa lá hẹ cỡ nào. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video clip này. Cái video clip Hana làm trang trí và Noel cho cái tiệm thì á, biết không, tại vì cái tiệm nó quá cải lương rồi. Nó có rất là nhiều hoa ở trên nè, rồi hoa ở dưới nè, rồi bây giờ thêm cái bàn này nữa nên là nó nhiều cải lương lắm. Tính á, là làm một cái thông Noel to to nữa, nhưng mà cái shop nó không gian nó hơi nhỏ, ở ngay chỗ Thu Ngân không gian hơi nhỏ nên là thôi làm một cái bàn này cho nó có không khí chiếu chiếu lấp lánh rồi này kia vậy thôi đó. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video clip này nha. Thì xin chúc mọi người là chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành nè. Và đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký kênh để là những người đầu tiên nhận được những cái video clip mới nhất của Hana nha. Và bây giờ thì Hana xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại ở những cái video clip tiếp theo ha. Bye bye.